xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự. Ukraine thừa nhận nguy cơ lớn thất bại trong chiến sự với Nga. Tướng hàng đầu quân đội Mỹ hiến chiến lược cho Ukraine đánh sập cầu Crimea. Hàng chục binh sĩ Nga thiệt mạng sau khi uống rượu vodka nhiễm độc. Ukraine nhắm thẳng vùng Transnistria, Moldova được bơm đầy vũ khí sẵn sàng đối đầu Nga. Nổ trung chuyển trại tập của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga ở Sevastopol. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Thiện ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ukraine thừa nhận nguy cơ lớn thất bại trong chiến sự với Nga. Quý vị thân mến, quan chức cấp cao Ukraine cho biết việc Washington trì hoãn hỗ trợ cho Kiev do tranh luận tại Quốc hội Mỹ sẽ tạo ra nguy cơ lớn Ukraine thất bại trong cuộc chiến với Nga. Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố vào ngày 5 tháng 12 của ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây cũng là lời thừa nhận thẳng thắn nhất từ một quan chức cấp cao Kiev giữa lúc Ukraine rơi vào tình thế không chắc chắn, có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ Mỹ và Liên minh châu Âu khi mà chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài. Ông Yermak nhận định nếu khoản viện trợ bị hoãn lại, điều này dẫn tới khả năng rất cao là Ukraine không thể tiếp tục giải phóng các khu vực và gây ra rủi ro lớn bị thua trong cuộc chiến. Ngày 4 tháng 12, các quan chức Tòa Bạch Ốc cũng cho biết Mỹ đang gần hết thời gian và sắp cạn tiền để hỗ trợ cho Ukraine. Hồi tháng 10, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội cấp gần 106 tỷ đô la để hỗ trợ cho Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện Mỹ lại phản đối yêu cầu này. Ông Yermak cũng chỉ ra mối đe dọa khi thiếu vắng khoản hỗ trợ trực tiếp từ các nước, bởi chính phủ Ukraine dự báo sẽ bị thâm hụt ngân sách 43 tỷ đô la vào năm 2024. Quan chức cấp cao Ukraine nói rằng, đó là lý do tại sao điều cực kỳ quan trọng là khoản viện trợ cần được bỏ phiếu thông qua càng sớm càng tốt. Ông Yermak đang có chuyến thăm thứ hai tới Washington chỉ trong vòng vài tuần. Ông cho biết đã có kế hoạch hối thúc các nhà lập pháp và quan chức chính phủ Mỹ về tầm quan trọng của việc Quốc hội phê duyệt gói viện trợ mới. Ukraine đã tiến hành cuộc phản công lớn trong năm nay, nhưng không thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục triển khai tấn công ở phía đông Ukraine. Tướng hàng đầu quân đội Mỹ hiến chiến lược cho Ukraine đánh sập cầu Crimea. Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng lục quân Hoa Kỳ ở châu Âu, viết về điều này trong một bài báo cho Bộ Ngoại giao Ukraine. Quân đội của Ukraine sẽ có thể phá hủy cây cầu Crimea nếu sở hữu đủ số lượng tên lửa dẫn đường như hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội Ajax và tên lửa Taurus của Đức. Phi tướng đang nghỉ hưu gọi việc xây dựng cây cầu là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm thống trị Ukraine và khu vực Biển Đen. Sự phá hủy nó có thể trở thành chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Ukraine không chỉ ở Crimea mà còn trong toàn bộ cuộc chiến. Tướng Hoshes gọi vấn đề chính của lực lượng vũ trang là cây cầu có khả năng chống chịu hư hại và các vụ tấn công. Để vô hiệu hóa nó cuối cùng cần phải có một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay cả những tên lửa tiên tiến như ATACMS cũng có độ chính xác hạn chế và khó có thể bắn trúng các mục tiêu tương đối nhỏ trên cầu. Tướng Hoshes lưu ý rằng tên lửa Taurus của Đức được thiết kế để phá hủy các bon cây có khả năng cao làm hỏng một hoặc nhiều trụ cầu. Tuy nhiên, Đức từ chối cung cấp số tên lửa này cho Ukraine do lo ngại các bước đi tương ứng của Nga. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nhấn mạnh, cách phá cầu hiệu quả nhất là tháo dỡ bằng thuốc nổ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải tiếp cận trực tiếp đến cây cầu, điều mà quân đội Ukraine chưa có được. Ông Hodges kết luận rằng, cho đến khi bán đảo Crimea được giải phóng, Ukraine nên tiếp tục tấn công cây cầu bằng mọi phương tiện sẵn có, dù chỉ tạm thời vô hiệu hóa nó. Các cuộc tấn công tiếp tục có thể làm chậm hoạt động hậu cần của Nga và làm giảm lợi thế mà Moscow có được từ việc sáp nhập bán đảo. Ông cũng nhắc nhở rằng, Nga đang xem xét khả năng xây dựng đường hầm dưới eo biển Kerch cùng với Trung Quốc. Điều này cho thấy mối lo ngại của họ về nguy cơ cây cầu bị phá hủy. Hàng chục binh sĩ Nga thiệt mạng sau khi uống rượu vodka nhiễm độc. Hai chục binh sĩ của Nga
được cho là đã bị một nhóm du kích Ukraine sát hại vì cho rằng nhóm này đã mời họ rượu vodka tẩm độc và các thực phẩm khác ở Crimea bị chiếm đóng. Một nhóm du kích tự xưng là những chú hải Âu chiến đấu Crimea cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào cuối tuần qua rằng họ đã giết chết 24 binh sĩ Nga và khiến cho 11 người khác phải nhập viện sau khi ăn thức ăn của họ cho và đồ uống bị nhiễm độc ở Simferopol, thành phố lớn thứ hai ở Crimea. Các lực lượng kháng chiến Ukraine được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công tàn khốc chống lại lực lượng Nga kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng trước, một nhóm du kích ở Melitopol, phía đông nam Ukraine, đã cố tình cho nổ một chiếc ô tô chở đầy phiến quân Chechnya, thân Nga, trong khi một đoàn tàu chở đạn dược và vũ khí, nhiên liệu tới Crimea được cho là đạn phát nổ sau khi bị quân kháng chiến tấn công hồi tháng 10. Theo The Kiev Post, đội Hải Âu chiến đấu Crimea khoe trong một bài đăng trên Telegram ngày thứ Bảy rằng hàng chục binh sĩ Nga đã bị những cô gái tốt bụng lừa nhận đồ ăn có chứa thạch tín và trisnin tại một trạm kiểm soát quân sự. Nhóm kêu gọi những người khác noi gương họ bằng cách đầu độc người Nga ở Crimea như gián. Nhóm viết rằng những cô gái xinh đẹp đã đến thăm trạm kiểm soát của đơn vị quân đội và tặng quà cho quân đội Nga, nhưng như người ta nói, có một sắc thái. Arsenic và trisnin kỳ diệu có hương vị khó quên. Bạn có thể chết vì sung sướng. Họ tiếp tục. 24 người chiếm đóng đã làm gì và 11 người khác phải nhập viện. Chúng tôi tiếp tục làm việc và kêu gọi mọi người đầu độc người Nga trên bán đảo như những con gián. Kênh Telegram Kremlin Snapbox trước đó đã chia sẻ một báo cáo tương tự về vụ đầu độc, gọi đây là một thảm kịch xảy ra tại một trong những đơn vị quân đội của Simferopol. Bài đăng ngày thứ Sáu nói rằng không thể tìm ra tội phạm chịu trách nhiệm mặc dù một cuộc điều tra của Nga đang tiến hành. Bài viết viết rằng hai cô gái dễ thương đã đến trạm kiểm soát của đơn vị quân đội và tự giới thiệu mình là cư dân địa phương. Họ mang theo 7 chai vodka và một số đồ ăn nhẹ, cá, xúc xích, bánh mì, phô mát. Họ nói với lính canh rằng họ muốn cảm ơn các chàng trai của chúng tôi vì mọi thứ, vì đã bảo vệ họ. Những người này lấy vodka và thức ăn, uống rượu với đồng nghiệp và ăn. Và nhiều người đã bị đầu độc. Thời điểm xảy ra vụ ngộ độc được cho là không rõ ràng. Newsweek chưa xác minh độc lập rằng vụ việc đã xảy ra hay xác nhận bất kỳ chi tiết nào được chia sẻ trên Telegram. Lời kể này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi 4 sĩ quan của cơ quan an ninh liên bang Nga được cho là đã bị đầu độc sau khi ăn đồ ăn giao đến từ một nhà hàng ở Melitopol. 3 trong số các sĩ quan cơ quan an ninh liên bang Nga đã thiệt mạng trong vụ đầu độc, trong khi người thứ tư phải nhập viện trong tình trạng chăm sóc đặc biệt. Vào tháng 10, thành phố này cũng được cho là nơi xảy ra vụ cố gắng đầu độc 77 sinh viên tốt nghiệp quân sự Nga bởi một tài xế giao hàng người Ukraine. Người này đã nhận bản án tù ban đầu là 15 ngày sau khi bị bắt quả tang đưa cho quân đội một chiếc bánh và rượu whisky giả trong lễ kỷ niệm họp lớp. Ukraine nhắm thẳng vào vùng Transnistria, Moldova được bom đầy vũ khí sẵn sàng đối đầu Nga. Vào ngày 5 tháng 12, kênh truyền hình Tigrasgrad TV của Nga cho hay Ukraine được cho là đang có kế hoạch mở mặt trận thứ hai chống Nga và sẽ bắt đầu các hoạt động quân sự nhắm vào Transnistria, vùng ly khai của Cộng hòa Moldova. Tigrasgrad TV cho hay Tổng thống Ukraine Zelensky đang gia tăng các nguy cơ trong cuộc chiến, nhưng 40.000 binh sĩ Nga sẵn sàng đáp trả gay gắt. Theo kênh truyền hình này, quân đội Ukraine đã lên kế hoạch tấn công Transnistria từ lâu. Ý định của Kiev lần đầu tiên được nhắc tới trong một hội nghị thượng đỉnh của EU khi Tổng thống Zelensky bất ngờ công bố kế hoạch mà ông cáo buộc là của Nga ở Moldova. Ông Zelensky sau đó đã đề nghị để quân đội của mình giúp đỡ Tổng thống Moldova Maia Sandu trong việc giải quyết vấn đề Transnistria. Nhiều suy đoán cho rằng mục tiêu thực sự của Ukraine là kho vũ khí khổng lồ ở Kobasna, nơi chứa 20.000 tấn đạn dược do Liên Xô để lại sau khi rút quân khỏi châu Âu và đang được hơn 1.000 lính Nga canh giữ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Shishirao là sợ phải đối đầu công khai với Nga nên kế hoạch bị hủy bỏ. Trong những ngày gần đây, thông tin về việc Ukraine chuẩn bị mở mặt trận thứ hai ở Transnistria đang rầm rộ trở lại.
ngày 2 tháng 12, hãng tin Anna News của Nga dẫn lời chính trị gia Dmitry Shoin, đồng thời là cựu nhân viên cơ quan an ninh Transnistria cảnh báo, thời gian cho Transnistria độc lập sắp hết. Bị kẹt giữa Moldova và Ukraine, Transnistria có thể đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ông Shoin nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công liên hợp từ lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội Moldova, chúng ta có thể sẽ chứng kiến một thảm họa lớn đối với thế giới Nga. Tisra TV dẫn nguồn từ kênh Telegram Resident thân Nga cho biết, ông Zelensky đã sẵn sàng đặt cược vào cuộc chiến với Nga và tính đến nay đã thảo luận về vấn đề Transnistria được một tuần. Đáng lưu ý, theo Resident, người đứng đầu Cục Tình báo Ukraine Kirill Budanov đã đưa ra báo cáo về tình hình tại cuộc họp của Bộ Chỉ huy quân sự ở Kiev. Ông Budanov đề cập tới sức mạnh của Moscow trong khu vực và lưu ý rằng quân đội Nga có tới 40.000 binh sĩ ở đó. Tisra TV cảnh báo, một cuộc tấn công vào Transnistria không có lợi gì cho quân đội Ukraine bởi họ không có đủ quân dự bị để duy trì tiền tuyến. Bên cạnh đó, cộng đồng chính trị thế giới cũng khó lòng ủng hộ hành động của Kiev. Tisra TV kết luận, bị buộc phải tiết kiệm đạn pháo, Ukraine sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng khi chiến đấu với quân đội của chúng ta, Nga, và sẽ mất đi nguồn dự trữ cuối cùng trong cuộc phiêu lưu chính trị mới của ông Zelensky. Moldova đã được bơm đầy vũ khí chống Nga. Liên quan tới khả năng Moldova kết hợp với Ukraine mở mặt trận mới ở Transnistria, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời nhà khoa học chính trị Andrei Safonov, phó hội đồng tối cao Transnistria cho hay, Moldova đang được bơm đầy vũ khí để chống lại Transnistria và lực lượng Nga trong khu vực. Ông Safonov nói, đồng thời lưu ý rằng Moldova đang trở thành nơi tập trung các hành động có thể được tiến hành nhằm chống lại Nga và Transnistria. Moldova đã được bơm vũ khí kể từ năm 2022. Những vũ khí này chống lại ai? Chúng chỉ dùng để chống lại lực lượng Transnistria và các nhóm quân đội Nga đóng tại đây. Theo ông Safonov, chính quyền ở Chisinau rõ ràng đang hướng tới việc cắt đứt quan hệ với Nga và hướng tới việc rút Moldova khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập. Ông Safonov cho hay, cho tới nay, Moldova chưa tham gia bất kỳ động thái quân sự mạo hiểm nào. Nhưng ai biết liệu họ có thể cưỡng lại những khuyến nghị dai dẳng của các đối tác phương Tây hay không? Trước đó vào ngày 30 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng cảnh báo Moldova đang trở thành nạn nhân tiếp theo trong cuộc chiến tranh phức hợp do phương Tây tiến hành nhằm chống lại Nga. Nổ rung chuyển trại tập của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 810 của Nga ở Sevastopol. Vào chiều ngày 5 tháng 12, các vụ nổ lại xảy ra ở Crimea tạm thời bị chiếm đóng. Theo dữ liệu sơ bộ, tình trạng bất ổn đã xảy ra ở khu vực trung tâm Sevastopol. Người ta nghe thấy tiếng nổ từ khu vực vịnh Kozacha gần khu huấn luyện Kozachi của Lữ đoàn riêng biệt số 810 của Thủy quân lục chiến Nga. Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy những âm thanh tương tự như tiếng nổ hoặc tiếng đạn pháo trong khu vực huấn luyện quân sự. Điều đáng chú ý là chính quyền chiếm đóng và quân đội của Nga vẫn chưa bình luận về tình hình. Những kẻ xâm lược đã không công bố bất kỳ cuộc tập trận nào vào thời điểm này. Sân tập Kozachi nằm ở phía tây nam Sevastopol. Diện tích của cơ sở quân sự là khoảng 2 km vuông. Điều quan trọng cần lưu ý là vào sáng ngày 5 tháng 12, các vụ nổ mạnh đã xảy ra ở Feodosia tạm thời bị chiếm đóng. Sau đó người ta biết rằng hai chiếc UAV đã tấn công một kho dầu của quân chiếm đóng Nga. Cảng dầu hàng hải ở Feodosia bị tấn công. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.